hiện chồng sắp cưới ngoại tình, U40 bỏ cả công ty để chia tay. Trải qua mối tình kéo dài còn dự định làm đám cưới. Nguyễn Hà không ngờ phát hiện bạn trai phản bội. Sau nhiều năm đau khổ, cô quyết định tham gia chương trình hẹn hò tìm một nửa phù hợp. Nguyễn Hà, 37 tuổi, Quảng Ngãi, nhân viên tín dụng ngân hàng, là người hiền lành, vui vẻ, hòa đồng. Từng yêu đương vài người nhưng có một mối tình kéo dài 2 năm khiến cô nhớ mãi. Cũng vì mối tình này mà Nguyễn Hà trở nên mạnh mẽ, tự lập hơn sau khi đã nếm trải đủ những buồn khổ vì bị phản bội. Em và người ấy yêu nhau 2 năm. Cả hai dự tính chuyện tương lai. Nhưng khi mọi thứ đã chuẩn bị xong xuôi thì em phát hiện anh ta có người khác. Em có hỏi bây giờ tính sao thì người ấy trả lời anh quen bao nhiêu cô gái cũng được, miễn anh chọn cưới em. Câu trả lời của bạn trai khiến em quá sốc và quyết định chia tay. Nguyễn Hà chia sẻ. Sau đó, bạn trai cũ của Nguyễn Hà tìm cách níu kéo. Vì hai người có chung công ty nên anh ta nghĩ Hà sẽ khó lòng dứt khoát và phải chấp nhận chuyện anh ta lăng nhăng. Chỉ là người con gái cá tính, tự chủ như Hà không cho phép người khác uy hiếp mình. Cô quyết định từ bỏ tình yêu và cũng từ bỏ cả công ty. Người được MC Cát Tường mai mối cho Nguyễn Hà trong hẹn ăn trưa tập 347 là Nguyễn Giàng, 36 tuổi, Kiên Giang, nhân viên công ty đóng tàu. Nguyễn Giàng là người tự lập, không nhậu nhẹt, cờ bạc. Tuy nhiên anh cũng nhận mình khá nhút nhát trước đám đông, ngại giao tiếp với người lạ. Vì làm ăn thua lỗ, Nguyễn Giàng từ bỏ quê hương đến lập nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh được 2 năm. 10 năm trước em có một mối tình từng tính đến chuyện kết hôn. Tuy nhiên khi em đưa bạn gái về ra mắt thì mẹ em không đồng ý, mẹ chê cô ấy nhỏ con và bắt chia tay. Lúc đó vì chưa có lập trường vững vàng nên em nghe lời mẹ và chia tay với cô ấy. Sau này em cũng tiếc nuối nhiều vì đó là mối tình đầu, Nguyễn Giàng chia sẻ. Câu chuyện của Nguyễn Giàng khiến MC Cát Tường lo lắng. Thắc mắc, nếu bây giờ em đưa bạn gái về, mẹ em cũng bắt chia tay thì em tính thế nào? Nguyễn Giàng khẳng định sẽ không có chuyện đó vì mẹ anh đang mong ngóng con dâu từng ngày. Vậy nên anh chỉ hy vọng tìm được người bạn gái phù hợp để rước về làm dâu cho mẹ vui lòng. Sau khi mở cánh cửa trái tim, hai người có cơ hội đối diện, trao nhau món quà kỷ niệm. Khi đàn gái đưa ra câu hỏi mà chương trình gợi ý dành cho bạn trai, nhân kỷ niệm một năm yêu nhau. Bạn gái muốn cả hai cùng đi du lịch nước ngoài ở khách sạn sang trọng. Bạn nam làm gì khi kinh phí gấp đôi mức lương hàng tháng của mình? Nguyễn Giàng có câu trả lời thẳng thắn. Theo anh kinh phí không đủ thì cả hai không nên đi du lịch. Câu trả lời này khiến nhà gái không được thoải mái. Cô cho rằng kinh phí không đủ thì bạn trai nên chia sẻ để bạn gái giúp, mọi thứ rõ ràng mới thoải mái. Ngoài quan điểm khác nhau về cuộc sống, Nguyễn Giàng tự nhận thấy mình là người hướng nội còn bạn gái khá hướng ngoại. Vì vậy, sau 30 giây nắm tay trao cảm xúc, hai người từ chối bấm nút hẹn hò khiến bà mối tiếc nuối. Nguyễn Giàng chia sẻ cảm xúc chưa đủ lớn còn Nguyễn Hà nhận định bản thân không phù hợp với người đàn ông ngồi đối diện. Màn mai mối không thành công, MC Cát Tường hy vọng cả hai sẽ sớm tìm được một nửa đích thực của mình.